đi. Hả? Hàng còn nhiều như vậy nữa, hôm qua anh làm đêm à? Anh gọi. Thôi anh đóng đơn của anh đóng hết rồi. Nay đóng phải đóng lên nhà mệt lên trên nhà mình đi. Anh đóng hết rồi thì hôm nay để đóng gì? Em bảo là để em mệt rồi, em bảo chị Xuyên là hôm qua anh ốm em không đóng được, để hôm nay em đỡ là em dậy em đóng đi.
thì không đừng gọi nó, để nó mệt để nó ngủ. Nhưng mà nằm ở đấy em sợ cái bàn nó lạnh đi. Nằm từ hôm qua nó cũng nằm vật áo này này, cứ qua 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 người nó này thôi rất ấm. Nhưng bây giờ mà gọi đúng kia thì nó không vào, nó phải nó bàn đến lạnh tỉnh giấc lại mất giấc của nó ra. À, vậy thôi chị ấy anh chị ấy thôi em đi. Thôi là cứ ngủ ngủ kệ nó chứ không phải gọi đâu. Vâng. Thường những mẹ đắp lại em đi nào. Nhiều như vậy nữa, hôm qua anh làm đêm à? Anh gọi anh thấy anh đóng cũng đơn không anh đóng hết rồi nay có nhau phải đóng lên như nhà mệt lên trên nhà nghỉ đi anh đóng hết rồi thì hôm nay để đóng gì em bảo là để em mệt em bảo chị Diên là hôm qua anh ốm em cũng không đóng được đây để hôm nay em đỡ là em dậy em đóng này anh đóng làm gì đêm hôm xong từ nằm ở đây chứ không phải trong nhà mà em mệt lên trên nhà nghỉ đi đưa lên hôm nay không phải đóng gì đâu đi tôi đến tôi lấy hết đi mình đóng hết đâu đóng nhiều như vậy hàng hóa đừng để lộn xộn như vậy chứ lên trên nhà nghỉ đi em không sao nên anh đỡ rồi nhưng mà lên anh đi mà anh nghỉ đi anh không thấy anh vẫn ngủ à anh ngủ ở đây nhưng mà ở đây làm gì ngủ ngon đau người ra đấy anh cần tựa lên cái bàn lên trên nhà đơn giản nhất rồi sáng nay không còn cái gì để làm rồi đây làm xong rồi các bạn đây này cái siêu đây này đây đủ hết rồi không xong đơn nào rồi hôm qua anh đóng như vậy hôm nay để cái gì đóng em bảo chị Diên là hôm nay em đỡ rồi là em dậy em đóng được cứ nghỉ cho nó khỏe hẳn đi anh không ngủ đi xong là anh đóng hết suốt cả đêm vậy xong rồi nó mệt người ra anh ốm thì lại làm sao ốm là sao được anh nhà nghỉ đi. Em không sao nên em đỡ rồi em bảo là em đỡ rồi đây. Thôi để em dọn hết cái chỗ này cho cũng được. Tí nữa có người anh... người tên chị người tên đến lấy là xong rồi anh đưa cho người ta là xong. Anh nói hết còn một cái nữa này. Nhiều hàng như vậy anh không thèm nghỉ đi đóng suốt đêm nghỉ rồi gì nữa anh vừa ngủ rồi đóng đâu hôm qua ngủ anh ngủ ở đây không lấy đâu thôi anh vào anh đóng nhanh đi con đến tầm hôm qua anh ngủ sớm đi ngủ từ lúc 9 giờ ngủ ngon chị xem bảo anh đóng đến 1-2 giờ sáng đấy đóng đến 1-2 giờ sáng anh đóng đến tầm 9-10 giờ anh ngủ rồi chị anh đừng nói điều em chị xem bảo là chị đi dậy chị đi vệ sinh chị thấy ở thế này điện sáng nên chị đi xuống chị thấy anh đang đóng hàng ở đây gì có hàng gì này thế em lên nhà đi em bảo là em không sao nên em đỡ rồi nay đỡ rồi thì anh rời đi để em dọn cái chỗ này trong cho nó khỏe để anh dọn đúng rồi em dọn được nay em cũng đỡ rồi không thì nữa em đóng hộp xong rồi mình ship lên trên nhà đi đi nghỉ đi để anh dọn thôi con tay lên nhà anh mang cái chăn về trong nhà anh đắp đi anh không ngủ được rồi em đi lên trên nhà không phải làm gì đâu cứ lên trên nhà nghỉ ngơi cho khỏe vậy anh ấy hết cái chỗ này xong là em mang cái chân lên cho anh hả em bắt xong là anh ấy cái này nhá về đấy để cho